thiết kế đơn giản, rộng rãi và đặc biệt là có thể chinh phục mọi địa hình. Năm 1941, một huyền thoại của ngành công nghiệp ô tô thế giới đã ra đời, đánh dấu bước tiến lớn cho ngành công nghiệp ô tô và cho những mẫu xe thể thao đa dụng từ đó đến nay. Chạy được hầu hết trên mọi địa hình, thực dụng, linh hoạt với phương châm đơn giản, mạnh mẽ và bền bỉ. Cùng sở hữu kiểu dáng không thể trộn lẫn suốt 75 năm qua, chiếc xe được mệnh danh là phương tiện di chuyển sang trọng có khả năng vận chuyển này được sinh ra năm 1941 do nhu cầu của thời đại. Với nhu cầu lớn của thị trường xe thể thao đa dụng, hiện chiếm hơn 35% cơ cấu bán ra của ngành xe trên toàn cầu và đạt đà tăng 1-2% mỗi năm. Năm 2019, Jeep, một trong những thương hiệu quan trọng nhất của Liên minh Stellantis, đã bán được gần 1,5 triệu xe trên toàn cầu. Cũng theo thông báo mới nhất của Liên minh này, sẽ có 21 phương tiện phát thải thấp được hãng phát triển trong 2 năm tới như một phần của kế hoạch đầu tư khoảng 35,5 tỷ USD vào các phương tiện chạy bằng điện vào năm 2025. Đó là câu chuyện về một trong những chiếc xe địa hình huyền thoại, là nguồn cảm hứng cho vô vàn các dòng xe dẫn động 4 bánh khác như Land Rover, Land Cruiser, Outlander. Còn ở số phát sóng lần này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một chiếc xe gần như nguyên bản của thế hệ hoàng kim của dòng xe này, chiếc CJ3B từ một người yêu xe cổ tại Việt Nam. Willys CJ3B được giới thiệu vào năm 1953 với lưới tản nhiệt và mui xe cao hơn để phù hợp với việc sử dụng động cơ F134 Hurricane mới, dung tích 2,2 lít. Người chơi xe Jeep tại Việt Nam hay gọi mẫu xe này là Jeep Willys Capo Cao. Động cơ mới, cung cấp mã lực lớn hơn nhưng yêu cầu mui cao hơn. Một đặc điểm thân xe phân biệt nó với những chiếc CJ2, CJ2A và CJ3A trước đây, qua đó mang lại sự cải thiện rõ rệt về hiệu suất tăng đến trên 20% với van nạp lớn hơn ở đầu và tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Thiết kế CJ3B cũng đã được cấp phép cho một số nhà sản xuất ô tô khác như Mitsubishi của Nhật Bản và Mahindra của Ấn Độ. Xin chào quý vị, và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện về chiếc Jeep này với người bạn của tôi, anh Hồng Phúc. Các bạn cũng đã thấy là dòng Jeep là được sản xuất vào đầu năm 1941. Không thể phủ nhận được vai trò của cái dòng xe Jeep này trong Thế chiến thứ 2. Khi mà ở trên tất cả các cái chiến trường thì nó thể hiện được cái sự linh hoạt, rồi là nhỏ gọn và mạnh mẽ cũng như sự bền bỉ của nó. Chúng ta nói về linh hoạt đi, thì nó linh hoạt ở chỗ nào? Nó linh hoạt là trên mọi địa hình nó đều có thể đi được, từ trên đường bộ, trên các địa hình đồi núi, rồi kể cả ở các cái địa hình mà ven biển, đầm lầy, nó đều có thể hoạt động được. Tại sao lại thế? Vì cái một cái phần thiết kế của nó lúc ấy, thứ nhất là xe ngắn, thứ hai nữa là nhẹ. Một cái xe nhẹ rất đa dụng. Thứ ba nữa là nó lại là hai cầu. Khi nó bị xa lầy thì chúng ta đều có thể nhấc nó lên để cho nó vượt qua những cái địa hình. Nguyên bản của nó thì chúng ta đã biết rồi, nó là một chiếc xe quân sự thôi, chúng ta bỏ qua phần đấy. Vậy thì chiếc xe này nó đã được anh chế tác lại như thế nào để cho nó vừa đẹp mắt nhưng vẫn giữ được cái tính chất thể thao của nó? Chiếc xe này như các bạn đang thấy là nó chỉ đang bị lai bộ mâm bánh. Còn hầu hết là đều giữ được cái nguyên bản của chiếc xe. Đây là một chiếc Jeep CJ3B phục vụ cho dân sự. Chiếc xe được trang bị động cơ 2.2 với cái trục cơ sở chỉ có 203 cm, và khoảng sáng gầm nó rất cao, nó khoảng đâu đấy khoảng 20 mấy cm, nên nó rất linh hoạt trong các cái địa hình. Như bạn thấy lúc nãy leo lên đồi rất là dễ. Những cái chiếc xe như thế này thì bây giờ nó sẽ sử dụng cho những cái mục đích như thế nào khác nữa? Tất nhiên là chúng ta di chuyển, chúng ta vẫn có những cái chuyến off-road, những chuyến dã ngoại. Vậy còn những cái mục đích nào khác nữa với những cái người chơi xe cổ để chiếc xe làm sao mà nó tiếp tục sống, đúng không ạ? Phải nói là Jeep là một trong những chiếc xe tại Việt Nam được người chơi họ tham gia chơi đông đảo nhất. Có những hiệp hội Jeep miền Bắc, hiệp hội Jeep miền Nam, và anh em chơi xe Jeep thì họ cũng sưu tầm rất nhiều mẫu. Và cái mục đích là thứ nhất là để thỏa mãn cái niềm đam mê đối với một dòng xe.
Thứ hai nữa là nó cũng sử dụng như những chiếc xe bình thường hàng ngày. Dĩ nhiên là nó không được được êm ái hay không được tiện nghi những xe đời mới, nhưng nó mang được cái sự đơn giản ở trong chính cái thiết kế của nó, và cũng là cái sự đơn giản đối với những cái người sử dụng và người chơi. Và cũng có những đoàn xe Jeep đi làm tình nguyện, họ đi lên những vùng cao, họ mang một cái màu sắc rất riêng. Anh Phúc này, không biết là cái cảm giác thích thú nhất khi được ngồi trên con xe này là gì? Nó không phải là cảm giác êm ái. Ừ. Nó là cái sự đơn giản và dễ vận hành. Dễ vận hành là một chiếc xe là hộp số là 3 cấp. Hộp số 3 cấp. 3 tiến một lùi. Đúng rồi, 3 tiến một lùi với cái động cơ 2.2 rất mạnh. Là khoảng bao nhiêu mã lực? Khoảng 70, 70 mã lực. Với những chia sẻ từ anh Phúc, giờ là lúc tôi tự tin trải nghiệm chiếc xe thể thao đích thực duy nhất của nước Mỹ này, như cách Enzo Ferrari, nhà sáng lập hãng xe huyền thoại của nước Ý có nhắc tới. Thưa quý vị, đúng như miêu tả về một chiếc xe rất là đơn giản và cơ bản thì như quý vị thấy trên khoang lái của chiếc xe này thì chúng ta không có một cái chi tiết nào mà rất là khó hiểu, và chúng ta có phanh tay ở đây. Chúng ta có một bộ đồng hồ hiển thị các thông số, những cái đèn có thể rút ra hay đẩy vào rất là dễ dàng. Và đặc biệt là một bộ hộp số 3 cấp, bao gồm là 3 số tiến và 1 số lùi. Như là chúng ta có thể thấy là đây là số tiến này, 2 và 3, và 1 số lùi chúng ta có thể dễ dàng đẩy lên trên. Và sau đây chúng ta sẽ thử trải nghiệm một chiếc xe mui trần, một chiếc xe thể thao trong một cái không gian rất là thoáng đãng, thiên nhiên như thế này. Chúng ta hãy cùng khởi động. Đó là câu chuyện của Nhịp Sống Ô Tô tuần này cùng với chiếc xe được mệnh danh là chiếc xe thể thao đậm chất Mỹ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị mỗi 8 giờ 50 phút sáng chủ nhật hàng tuần trên VTV1.